gì cứ nói thế là bà biết đường. Ướp gia vị đây, riêng làm riêng mấy để những cái gì ấy nhỉ? Chú cũng nào cũng phải cái xe bảo cách, cũng phải ghi được rồi, nó chỉ có nước nước giả cây. Các cô phải ngồi xích ra một tí là không có vào hết người bây giờ. Cô phải ngồi xa ra một tí rồi thế được rồi. Người ta còn có người làm, người hầu người ta. Cậu không phải đấy đâu, không phải đấy, còn thổi cơm, giặt chú các thứ ấy. Mình còn phải làm, còn phải giặt chú các thứ để kiếm ăn. Đằng kia ta 70 tỷ đồng, người ta còn có người làm, người ta đỡ cho con gái nó mượn cho người làm 5 triệu nữa kìa. Theo hoàn cảnh chứ hả? Khổ ấy chứ, làm này là khổ rồi, nấu được. Tội gì thì nó khổ ra. Cậu thấy không? Có bao nhiêu người ăn đây? Cá thì bao nhiêu người ăn? Có độ mấy người? Còn bún, còn bia, rượu. Đấy. Cậu có biết có ăn một suất của Đường Thành 200.000 một suất, 5 miếng cá nữa là giỏ. Cái này thiên chí, cô ở đây thì cậu cũng phải làm đâu. Khổ nhất là cái thằng làm mà cậu không phải làm là cậu sướng rồi, có đúng không? Nhất là cái thằng nướng này là bẩn kiểu, thế mà đã qua cái giai đoạn này là sướng rồi, cần gì? Nhiều nhà cao tầng cái nướng vào đâu? Tao tưởng đấy mấy là nó tưởng bấy, nó tưởng là cháy, nó đến phạt 5 triệu. Cậu mà ở nhà tập thể mà cậu nó thấy khói lên là cậu bị phạt. Cậu không nhận không? Không báo gì đâu, không phải là cậu thấy nướng. Cái cô là lúc cô bảo con dại gì, nhà con 4 tỷ mà bây giờ cái mình chả nói ra, cô bảo con dại gì con nướng. Rồi con nướng ở nhà. Mà vừa khổ vừa vất vả. Cậu về cậu phải mua từ cái vỉ, có mua than đến tổng tự nhiên lành nó bỏ ra. Đỡ nhiều, chỉ có cậu đi picnic ấy. Cậu đi về, đi nghỉ, cậu thấy đóng cấm trại thì cậu mới cần mang cái than thì cậu nướng lấy. Mà có người người ta nướng xong bắt đầu người ta cho vào nồi, ta bê đến chỉ việc cho một cái bếp để là ăn. Hôm nay cô Hạnh cô nướng thế, là cô có trang trại ở chỗ, đây này, chỗ. Thank you.
ớt, ăn thật nhiều ớt tươi là tốt. Lạc rang giòn, lạc này rất ngon. Mùi ở ngoài kia, ngoài hành lang rất tưng bừng. Mùi á. Đến đầu cầu thang ngoài đã thấy trong nhà mình mắm tôm. Bây giờ mới bắt ra. Quay mặt ai? Con biết giá rồi mà. Con mua. Ông quay con đi, ông quay con đi, ông quay con đi. Đóng ở đâu cái thang gì?